Ok, mình sẽ đi uh, ôn uh, học kỳ thêm lần nữa nha Ôn thêm lần nữa nào Còn uh, một vài câu trắc nghiệm với lại uh, 5-7 câu tự luận nữa là ngon à, làm luôn nhau đó nha Này hôm bữa mình đã làm câu 15 rồi Nó làm câu 15 rồi à, Làm xong câu 15 rồi, bây giờ làm câu 16 thôi Ok Làm hồi, làm hồi, làm hồi Nào cho hình vuông ABCD mấy đứa có thấy không nhỉ ta thấy có vẻ nhỏ nhỏ thế nào khi gió tâm ô cạnh bằng a tìm mặt đề sai à thể loại này thì cứ vẽ hình ra đã là tính gì tính hình thô vuông nè cho hình vuông ABCD tâm ô tâm ô nghĩa là giao điểm hai đường chéo á vẽ đâu mới được Tôi làm bài mấy đứa ơi, tôi làm bài bê ơi Ta mô này à. Ok Thì mình đã sai À, câu A À, cạnh là A nha, cạnh là A nha Cạnh là A Vector AB nhân vector AC là bằng A bình AB nhân AC bằng A bình Ok, nào Quá là easy Quá là dễ Bây giờ mình chỉ cần tính cái AB nhân AC thôi thì mình nó nếu mà nó ra A bình nghĩa là câu đó đúng, Đến dạng vậy thôi, đúng không? À để coi coi vector. Ok. đâu Thì à, mấy đứa có thể đi dùng um, tích vô hướng định nghĩa, à, định nghĩa của vector vô hướng mới được. À vector AB nhân với lại vector AC thì theo định nghĩa nó sẽ bằng AB còn nhớ không vậy? nhân với AC và nhân với cos của góc giữa hai vectơ AB và C thì nó cùng đầu rồi, sướng quá cùng đầu A rồi thì rõ ràng đó là góc BAC. Ngon, à, cos của góc BAC luôn, quá ngon. Đấy, góc BAC. À, mà mấy đứa biết á, góc BAC là bằng 45 độ mấy đứa. Nha. Nè, hình vuông mà. À, hai đường chéo, mỗi đường chéo là phân giác cho nên góc này 45 độ bảo đảm luôn góc đó 45 độ à, thế đó thôi AB bằng A nè AC bằng A luôn nhân vô kịch cái ra bình cos này cos 45 đúng không 45 độ Ok cos 45 thì bấm máy tính rồi cos 45 nó bằng nhiêu yeah. À, nhớ cos 45 cạnh 2 chia 2 Đấy. A bình cạnh 2 chia 2 À, chính xác là căn 2 chia 2 A bình đi. Đấy, à, vậy là câu A toàn. Đúng không? Câu A toàn, bỏ. Ủa khoán, câu A sai nghĩa là mình chọn câu A chứ. Sorry, à, chọn câu A chứ. Câu A bao, câu A bao đúng luôn tại vì nó sai. Đúng không? Nó phải bằng căn 2 chia 2 mới đúng. Ok chưa? Yeah. Đồng ý chưa? Yeah. Rồi mấy câu kia đúng hết nha Nào ví dụ câu B nè Câu B đúng nè Tại vì sao câu B đúng vậy Tại vì vector AC với lại vector BD Hai vector này là vuông góc với nhau nha mấy à, nha Hai đường chéo hình vuông là vuông góc nhau Mà um, Hai vector vuông góc thì tích vô hướng bằng 0 à, Nói bao nhiêu lần rồi à, Câu C, câu D cũng vậy thôi à, đã coi coi AB, hai lần AB nhân AO Hai lần AB, AB nhân AO à à uh, ha uh, à uh, ừ uh, ừ uh, hứ uh, ủa khoan a o a b b a c 45 lăm ừ ừ ô sao câu này kỳ lão tao ơi b o b o a b nhân cho b o câu d a b mà nhân b o AB nhân BO AB nhân BO bằng A bình nào ha. Đâu. Ồ hình như cô C nó cũng sai bây rồi Cô C nó hơi kỳ kỳ Chỉnh cô C rồi nha. Câu xe nha. Hai lần AB này nhân với lại AO này bằng Nào. Hai lần AB mà nhân với AO nè. Cái số 2 này mới đó mới đó gom với lại vector AO. Hai lần vector AO là được um, là được vectơ vector AC. Đồng ý không? Hai lần vector AO là bằng vector AC. Vậy cái này mình có thể ghi lại là cái này nó bằng AB vector nè, nhân với lại vector AC luôn. AB vector nhân với vector AC thì nó phải bằng căn 2 chia 2. A bình chứ nhá ô khoan 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 hình thầy lộn rồi bây ơi ô tao lộn rồi bây ơi Sorry sorry sao đây bại, bại 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 không đúng sửa này lại nha bây ơi sửa này lại nha ac làm sao mà bằng a được đúng nhỉ cạnh hình vuông là bằng a với ac là đâu phải cạnh hình vuông đâu ôi cái này hơi bại hơi bại rồi cô a cô a cô a cô a chỉnh lại tí đi không phải cô a đâu đầu tiên đi tìm ac trước bây ơi AC AC nó sẽ bằng căn 2 nhân cho cạnh của hình vuông nhớ đường chéo hình vuông là bằng căn 2 nhân cho cạnh đúng rồi đó à cái này hơi bậy rồi đấy hơi bậy rồi đấy tính lại đường chéo hình vuông là bằng căn 2 nhân cho cạnh thì cái này nó bằng là a căn 2 nè đúng không nhỉ đi thế xuống dưới đây a này nhân a căn 2 này đấy nhân cho cos 45. Ok không? Thì cos 45 là nó bằng căn 2. Căn 2 chia 2, cos 45 bằng căn 2 chia 2. Căn 2 chia 2 đó mà nhân với cái căn 2 này nè thì bằng 1 mất tiêu rồi. Cái đống này bằng a bình. Hợp lý rồi. Câu A đúng rồi. Ui giời ơi, làm sao câu A sai được? Câu A đúng nha quý đó nha. Câu A đúng nha. À. Rồi tương tự như vậy, câu B đúng luôn như đã nói. Câu B đúng luôn. Câu C này, câu C khi mà mình gom hai lần AO lại thì mình sẽ ra vector AC ở đây. Ok không? Thế thì vector AB nhân vector AC mình mới tìm được là A bình trên đây này, giống giống câu A đấy, bằng A bình. Nghĩa là câu câu C cũng đúng luôn. Ok em nhỉ? Câu C cũng đúng luôn. Câu D là câu sai. Câu D mới đúng chứ. Đây, chọn OD, chọn D mới ngon. Bông ơi. Được không? Được không? AC là đường chéo hình vuông cho nên nó bằng căn 2 nhân cho cạnh hình vuông. À, ai ai không nhớ thì ghi lại đi. Nha, à, đường chéo hình vuông bằng cạnh nhân cho căn 2. Không nhớ thì ghi lại mới được. Không nhớ thì ghi lại. Rồi, chốt 16 của D nha. 16D nha. Tiếp nào, 17. 17 hàm số nào dưới đây có bạn biến thiên như hình bên à, ok dễ yeah. yeah. hàm số nào dưới đây có bạn biến thiên như hình bên hả rồi đầu tiên là mới có thấy không cái bên phải cái nhánh bên phải của đồ thị hàm số nó đi lên à, nghĩa là à, hệ số a nó xây dương nhớ nha hệ số a xây dương mà hệ số a dương á thì mình ngay lập tức bỏ d đi hai à, ôm này à phải không bộ đê ra liền luôn rồi tiếp tục đi dò đi dò cái gì nhỉ đi dò đi dò cái điểm này đây mình có một cái điểm uh, thuộc hàm số đây 21 nè x bằng 2 y bằng 1 mới thấy không nhỉ x bằng 2 y bằng 1 nghĩa là đây là đỉnh đó mới đó đây chính là tọa độ đỉnh đỉnh y đỉnh y của mình chính là 21 à, rồi đi dò cái đỉnh y thôi đúng không đi dò đỉnh y thôi à, đầu tiên à, uh, mới đó còn nhớ công thức uh, đến y không nhỉ? Trừ b chia 2a đúng không? Hoành độ của y là trừ b chia 2a do được rồi. Câu a này, trừ b chia 2a nghĩa là à, uh, bằng 2 nhỉ? Đúng không nhỉ? Đúng không đúng không? À, uh, trừ b chia 2a nghĩa là 2 chia cho à, uh, 1/2. Đúng không? 1 phần 2 x uh, 2 đúng không 2A mà 2A mà à, bằng 2 đấy à vậy này trúng này đúng không 2 này Đấy, hoàn độ đúng rồi nhá. Câu A đúng rồi hoàn độ nhá. Bây giờ dò tung độ. À, đi thế vô, thế này chỉ thế nè. Nhập cái um, hàm số vô 1 phần 2 x bình trừ cho 2x cộng 1. Đấy, sau bấm can. Can nó đề à, máy tính nó hỏi x bằng nhiêu thì mình thế x vô x bằng 2 nè, đúng không? x bằng 2. Bụp bụp. Đấy, ra trừ 1 là toang rồi. Ra trừ 1 làm sao mà hợp với cái này được? Cái này là 1 mà, đúng không? Bỏ ngay câu A đi. Đúng không? Tép câu B, do câu B Dọa định tép tiếp B chia 2A trừ B chia 2A nghĩa là uh, 4 chia cho 2 là bằng 2 Đúng không? hai chúng nha, hợp lý nha, rất hợp nha Bây giờ mình thế 2 vào đây X bằng 2 vào đây, tìm Y Nó ra 1 cái là búp của câu B <laughs> Đơn giản à Đâu? Quốc um, uh, ký hàm số x bình trừ 4x uh, Cộng 5 Đấy, cam. X bằng 7, x bằng 2 bụp bụp đấy bao một luôn Đúng không bao một luôn y bằng một nè hợp rất hợp luôn nha à, rất hợp luôn b chắc chắn là cô b luôn Đúng không nhỉ chắc chắn là cô b luôn À, tất nhiên như là đã nói với mấy đứa rất nhiều lần rồi có một cách để đi tìm tọa độ đỉnh của parabol bằng cách đi bấm uh, um, bi bấm phương trình bậc 2 đúng không này ví dụ như là tìm tọa độ định của điểm A nha mình sẽ bấm phương trình bậc 2 à, uh, 1 phần 2 này trừ 2 này 1 này bập bập đây mấy cái nghiệp x1 x2 bỏ qua đây 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 chính là hoàn độ của định là min off nè à, x bằng hoành hoàn độ đỉnh tiếp nè bấm tiếp nè tung độ định nè tung độ định là trừ 1 à, vậy không không hợp rồi không hợp rồi à, làm câu B nha Cô B bấm vô 1 nè Trừ 4 này 5 này Bập bập Đây 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 là hoành độ của đỉnh 2 Tung độ của đỉnh Là 1 không? 2 1 Bao hợp luôn à, Giờ thử của C coi Giờ thử của C coi là có, Nó có vấn đề gì không 2 trừ 8 7 nè Bập bập Đấy Lại đây hoành độ của đỉnh là 2 à, Tung độ của đỉnh là trừ 1 Chết luôn Không đúng Đúng không? Tung độ phải là 1 Đồng ý không? Chắc chắn là có B rồi Chắc chắn 100% là có B rồi. Được không? Tiếp nha, 18 đấy 18 này 18 này Trên mặt phẳng tọa độ OSI Cho tam giác ABC biết A13 B-22C31 Tính cos của góc A à, Tính cos góc A Ui, Dễ như anh bánh đi làm công thức mọi người còn nhớ công thức tính cos của hai vector không cos của góc a cos góc a nó sẽ bằng cos của hai vector nào vector ab với lại vector ac ok chưa À, cùng đầu nè cùng đầu nè rõ ràng đúng không cùng đầu a thì là cos góc a gì nữa à? theo công thức tính cos của hai vector thì mình sẽ được ở trên tử này là tích vô hướng lấy vector ab đem nhân với lại vector ac Đấy, công thức thôi đúng không tọa độ mà. ai làm tọa độ mà ai không nhớ công thức thì 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 thua rồi à, thằng ở dưới đây là module đúng không? module vector à, mô đun vector ab với lại vector ac nhân nhau. ok ra yeah. rồi bắt đầu đi tìm xong mà thế ngược lên đúng không? đi tìm thế ngược lên nào. thế thì mấy đứa có cái uh, tích uh, đi tìm ab trước nhá. À, đi tìm vector ab đã ab là bằng này. lấy sau trừ trước. tự làm bài mấy đứa ơi. À, tự làm bài mấy đứa ơi. trời ơi sắp thi cử đến nơi rồi. lấy sau trừ trước. Vậy là mình sẽ có trừ 3 với lại bao nhiêu nhỉ? Trừ 3 với lại trừ 1. Đồng ý không? Trừ 3, trừ 1. À. à. Tiếp tục là vector AC. Vector AC là bằng bằng bao nhiêu? Lấy sau trừ trước. Lấy C trừ A. Lấy C trừ A là mình sẽ ra 2 với lại trừ 2. Đồng ý không? Đúng rồi. Đấy. Xong vector. Thứ hai đi tìm module. Đúng không? Phải đi tìm uh, module vector mà. Đó là đoạn AB. Còn nhớ công thức không? Hoàn bình cộng tung bình canh ra. Đó, trừ 3 bình 9. Một bình lên. Canh 10, ngon. Ngon như cơm mẹ nấu luôn. AC. AC là bằng hoàn bình cộng tung bình canh ra 4 4 Vậy là canh 8 đó căn 8 nhá yeah, đồng ý chưa thế hết toàn bộ lên đây đẩy hết toàn bộ lên trên tử tích vô hướng tích vô hướng của hai vectơ công thức tọa độ là gì hoàn nhân hoàn cộng tung nhân tung được chưa hoàn kia tung kia cứ thế mà nhân thôi hoàn nè nhân hoàn nè cộng tung nhân tung nè Mọi người thấy không nhỉ? Ở dưới lấy hai cái module nhân nhau. Hai thằng đó mà nhân nhau ra căn 80 chứ gì nữa. Đúng chưa? Trời ơi. Bấm mấy cái kịch một cái là ra liền luôn. Sướng. Cho em xin cái đáp án này. Trừ 6 này, cộng 2 này. Căn 80. Bập trừ căn 5 chia 5. Trừ căn 5 trên 5 chính là câu D chứ câu nào nữa. Ok chưa câu D? Mọi người có ra câu đó không? Ráng làm sao tự làm bài vô bay ơi. Công thức đó. Nhớ công thức mà làm. 19 nha. 19 nè Trên mặt phẳng tọa độ OXY Cho điểm A trừ 2 5 B 1 trừ 1 Tìm tọa độ M sao cho vector MA bằng trừ 2 vector MB Mấy rồi Mấy cái chuyện này nè Mấy cái thằng này nè à, Miếng thứ mà mình đang làm mới đó Mấy đứa đừng có nghĩ là mấy đứa học xong năm nay rồi mấy đứa bỏ nha Hôm qua thầy mới sửa cho mấy anh chị lớp 12 một cái câu y chang câu 19. Lớp 12 nha. Hôm qua mới sửa cho mấy anh chị đó một câu y chang câu 19 luôn. Tất nhiên, thực ra nó y chang là cũng không phải y chang đâu. Mà nó hơi bị nâng cấp lên một xíu. Nó tư duy hơn một xíu. À, nó tư duy hơn một xíu. Nhưng mà tất nhiên là khi mà à, phân tích ra một hồi tự nhiên là y chang câu 19 không khác gì hết. Đấy, bây giờ nó nghĩ là những câu này á mình những thứ này mình học xong rồi mình bỏ đâu không có gì bỏ hết mấy đứa à, nó rèn cho mình cái tư duy nó rèn cho mình cái tư duy không có gì bỏ đâu mấy đứa 19 à, 19. nào à, vậy đơn giản thôi tìm tọa độ m gì thì điểm m thì rõ ràng là xi rồi đúng không mình chưa có hoàn độ mà cũng chẳng có tung độ luôn bây giờ dễ thôi hai vector bằng nhau thì hoàn bằng hoàn và tung bằng tung nhớ chưa hai vector bằng nhau hoàn bằng hoàn tung bằng tung thế thôi bây giờ mình cần tìm vector ma à, ma với lại vector mb đó à, ma là bằng gì vậy sau trừ trước lấy a trừ m trừ hai trừ x với lại 5 trừ y được không mấy đứa à ít choang như vậy mình sẽ có vector mb Lấy sau trừ trước nghĩa là lấy B trừ M B mà trừ M, M thì nó ra là 1 trừ X với lại trừ 1 trừ Y Hả? nhá Rõ ràng không nha? Tôi làm bài cho bây giờ Trời ơi, tôi làm bài vô Xong rồi bây giờ mình làm hoàn bằng hoàn tung tung thôi chứ có quỷ yêu gì đâu Đúng không? Đẩy một cái hệ ra Làm bao nhiêu lần cái bài, ba cái trò yêu này rồi ba cái đồ yêu mà Hoàn bằng hoàn Lấy hoàn độ của bên trái bằng trừ 2 nhân với hoàn độ của MB. Ok chưa? Yeah. À, cái đề nó nói cái gì mình làm y chang như vậy thôi. Hoàn độ bên trái. Nè. Trừ 2 trừ x. Bằng với trừ 2 nhân với hoàn độ của MB. Hoàn độ MB là 1 trừ x kìa. Y chang như vậy. Tung độ của MA 5 trừ y bằng với trừ 2 nhân với lại tung của MB. Tung MB là trừ 1 trừ y. Đúng không? Dạy cái cục đen thui này ra là được thôi. Bất nào. Nào. Thế mình sẽ có bao nhiêu x nhỉ? Dạ nhầm nhầm tí nào. Trừ 2 này mà nhân vào đây thì nó sẽ ra là 2x này. Nhờ. 2x mà đẩy sang bên trái thì ra trừ 2x trừ 2x với lại trừ x này là trừ 3x. Đúng chưa? Trừ 2 này đẩy sang bên phải là cộng 2. Hả? Cộng 2 và 2. trừ 2 này nhân vô ra trừ 2, trừ 2 cộng 2 là mất bố đó rồi. Đó, thấy là tự nhiên x bằng 0 rồi đó, sướng chưa? Rồi, y. À, trừ 2 này nhân vô đây là được 2y 2Y chuyển sang bên đây là trừ 2Y trừ 2Y với trừ Y này là trừ 3Y. Đúng không? À, tiếp tục 5 này chuyển sang là bằng trừ 5 trừ 5 với lại 2 ở đây. Đúng không? Nhân vào đây là 2 gì nữa? Trừ 5 với 2 trừ 3. Mày hả bữa ấy? Đấy. Tóm cái váy lại mình sẽ có. Còn X um, là bằng 0 chắc rồi. Chắc kèo luôn y bằng 1. Tóm lại mình sẽ được con M. Rút đi rút con M thôi. Không. 1. Ngon cơm. 0 không 1 một, không một, D. Ừ. Ok nha. Yeah. Bả đồ yêu. Không, à, mình làm bao nhiêu lần như những thứ này rồi. Đâu, câu 20 nha Câu 20 nè Câu 20 À, câu 20 là ứng dụng của cái đồ, đồ thị à, Ứng dụng hàm số nào Câu 20 Tìm tất cả các giá trị của M Để phương trình X bình trừ 2 trừ 3 trừ M bằng 0 có nghiệm X nằm trong 0, 4 à, Nằm trong 0, 4 Nằm trong đoạn 0, 4 Nghĩa là x nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 4 ha à, làm thế này mà đỡ đây đầu tiên là mấy đứa đi làm một cái à, cái bước gọi là đi cô lập m cô lập em m à. cô lập em m là quỷ yêu gì vậy cô lập em m đại loại là làm sao làm chuyển m qua một vế thế thôi <laughs> đơn giản như vậy thôi à. vậy đơn giản trừ m đó mình đẩy sang bên phải xong đúng không vậy là mình sẽ có x bình trừ 2x trừ 3 bằng m. Dòng này gọi là cô lập m nè. Được chưa? À, xong rồi, đơn giản thôi mà đứa. À. Thế thì cái, cái này là cái phương trình, đây chính là phương trình hoành độ giao điểm giữa hai cái hàm số. À, hai cái hàm số, hàm số nhất là gì? À đây. Đây là phương trình 1 đi ha. Đây là phương trình 1 đây. À. Phương trình 1 chính là phương trình hoàn độ giao điểm giữa hàm số y bằng bên trái kìa x bình trừ 2x trừ 3 và con bên phải y bằng m, ok? Thế rồi. không? Đúng không? Thì hồi trước mình làm xuôi bây giờ mình làm ngược lại thôi hồi trước á, là mình đã, nó có cái hai cái hàm số người ta cho mình hai cái hàm số như vậy người ta bảo mình đã nhờ mình này à, tìm giúp cái à, à, giao điểm của hai hai cái hàm số này đi đúng không tìm giao điểm đi tìm dùm thì mình rõ ràng là mình sẽ áp dụng phương trình hoàn độ giao điểm đúng không phương trình hoàn độ giao điểm nhá à, thì bây giờ thì mình làm ngược lại thôi mình có cái phương trình sẵn rồi mình lại đưa về hai hàm số thôi đâu là xong đúng không nhá rồi sau đó mình sẽ đi vẽ cái hàm số ra được Ráng làm sao đi vẽ này ra mà vẽ vẽ bằng bảng biến thiên ấy, là hay nhất Đúng không? Vẽ bằng bảng biến thiên à, Muốn vẽ hai cái cái hàm số ra à, Mình sẽ có hàm y bằng x bình nhá Trừ 2x trừ 3 đúng không? Đi vẽ hàm này ra Thì đi khảo sát thứ nhất tập xác định chắc chắn là bằng r rồi Đúng không? Tập xác định d là bằng r bảo đảm Thứ hai là gì? thứ hai là mình có cái định y à, đi tìm định y à, định y là gì vậy trời ơi này làm trắc nghiệm này thôi bấm máy cho nó ngon lành nha bấm máy cho nó lẹ ạ à, ủa mà làm tự luận bay cũng bấm máy được mà <laughs> nhưng mà khi mà mấy đứa làm tự luận mấy đứa làm mấy đứa bấm máy á thì trong đầu mấy đứa cũng phải biết là à, thằng, à, thằng 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 à, hoàn độ của định y là trừ b chia hai nha Nhá, phải có cái nền đó nha. Bài cứ bấm mấy hoài rồi lại rồi quên cái đó nha. rồi có lúc mà làm cái đó rồi lại tự nhiên quên luôn. Mệt. Nào, bấm hệ số à hệ phương trình bậc 2. À một này, trừ 2 này, trừ 3 này, đúng không? này hồi nãy mới làm xong bài nè, hai ba bài, hai câu luôn đó. Đi tìm tọa độ đỉnh parabol, bấm phương trình bậc 2. Đây tọa độ đỉnh nè, 1 với lại -4. Đẹp chưa? 1 4. Đấy, tiếp tép nào à, trục đối xứng à, thực ra là nếu như trong bài này á, thì mình không cần tìm trục đối xứng đâu nhưng mà thôi cứ nhắc lại ha trục đối xứng là bằng là x bằng một cái này nè với cái này hoàn độ của đỉnh là y chang nhau không khác gì hết ra, trên đây là x bằng một đây dưới đây dưới đây cũng x bằng một luôn rồi đi vẽ bạn biến Thiên đây nào đi vẽ các bạn biến Thiên đây nào đây vẽ ngay đây nhá vẽ ngoài này nhá bạn biến thiên bạn biến thiên vẽ bao nhiêu lần rồi bạn biến thiên của parabol đây trên đây là x này dưới đây là y này x chạy từ trừ vô cùng cho đến cái đỉnh đỉnh là một nè đây x bằng một nè xếp cái này lên một đây đến cộng vô cùng ok ra yeah. Rồi Thì uh, tại vì A dương Hệ số bậc 2 là bằng 1 nó dương Cho nên là cái nhánh ở bên phải này sẽ đi lên Từ hiệu nhánh bên trái này từ đây đi xuống <laughs> Ok chưa? Yeah. Và ngay trong đây? Ngay chỗ này là 4 nè à. à xin lỗi trừ 4 chứ Sorry trừ 4 Đấy yeah. Yeah, Ok chưa? Yeah. Rồi tiếp nha không bây giờ đi vẽ bảng biến thiên của con parabol uh, rồi bây giờ mình mới làm cái trò này đây, đi làm cái trò gọi là tương giao đồ thị tương giao đồ thị nữa thế thì khi mà mấy đứa vẽ cái parabol ra thì nó ra cái hình như vậy à, nó đi xuống đi xuống từ uh, trên đây là cộng vô cùng nè à, trên đây là cộng vô cùng à, xong rồi xuống trừ bốn xong rồi bật ngược lên cộng vô cùng trên đây à, đó là cái parabol nó đi như vậy à, rồi cái đường y bằng m mấy đứa đường y bằng m này là một cái đường thẳng nằm ngang nó nằm ngang song song với lại trục ox Được không? nằm ngang song song với trục ox đây một đường nằm ngang nè Đấy, đường đó là đường y bằng m này em đâu nhá đây à để ý tí đây chỗ này dễ điên nè cái đường này nè nó cắt parabol nó cắt cái đồ thị parabol này tại mấy điểm thì phương trình hoàn độ giao điểm này nè sẽ có bấy nhiêu nghiệm. Ok chưa? Được không? Ví dụ như cái đường này, cái đường y bằng m này nó cắt parabol tại hai điểm đi thì phương trình hoàn độ phương trình 1 này nè sẽ có hai nghiệm. Ví dụ như là cái cái đường y bằng m này nó chỉ cắt parabol tại một điểm thôi thì phương trình hoàn độ giao điểm này sẽ có một nghiệm. Đơn giản như vậy thôi. Ok chưa? Yeah. Yeah. À rồi, bây giờ nó cần có nghiệm mà có nghiệm trên khoảng 04 đi rồi. Có nghiệm trên khoảng 04 chứ mà có nghiệm tào lao, đúng không? Nghiệm tào lao không chơi. Vậy thì mình phải xếp 04 lên. Được không nhan? Xếp 04 thì 0 phải nằm đây nè. Ủa không nằm đây chứ đâu bằng nào nữa. 0 thì có thể nằm bên trái Còn 1 nhỏ 1 mà. 4 phải nằm đây nè. Đúng không? Mình chỉ dò ở trong cái khoảng này thôi. Không dò ngoài làm gì hết. Đúng không? Rồi, khi x bằng 0 thì y bằng mấy? À, mình phải biết ở dưới đây nó bằng mấy mà đúng không khi x bằng 0 đẩy lên parabol uh, đây 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 Đó. x bằng 0 thì rõ ràng y= bằng 3 rồi à, khi x bằng 0 y bằng chỗ này là 3 Rồi khi x bằng 4 thì y bằng mấy đẩy 4 vào đây Đói không tìm y mấy ta 16 16 với lại 16 trừ 8 là còn 8, 8 trừ, trừ 3 còn 5. À, nằm đúng không ta. 4 16 13 5, đúng rồi. À, khi x bằng 4 thì y bằng 5. Đấy. Mọi người thấy không? Và mình chỉ dò đã nói là mình chỉ dò trong đây thôi, chứ không có dò ngoài đây làm gì nha. Bỏ này đi. À, bỏ cái cái đoạn này đi. Bên đây cũng vậy, bỏ đoạn này đi. Đấy, được không mấy đứa? À, giờ. đây. Nè vào đó nè. Mới đó để ý giùm nha. Cái con parabol của mình nó đi từ -3 xuống -4 rồi bật lên 5. Đi từ -3 đây. À, vẽ lại một tí nữa cho đúng nha. Xuống -4 này. Rồi, bật lên 5. Ủa con 5 nó phải cao hơn -3 đúng không? Con 5 ở trên đây nè. Đấy, được chưa? Rồi. Cái đường y bằng m đây. Bây giờ giờ đường y bằng m mà nằm dưới đây nè. Là làm sao có nghiệm được? Nó có cắt đâu mà có nghiệm, người ta nói rồi, phải cắt mới có nghiệm mà cắt tại bao nhiêu điểm thì sẽ có bấy nhiêu nghiệm đơn giản vậy thôi, đúng không? Cái con cái 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 đường y bằng m này nó chạy lên con ngay con chữ 4 nè, nó chạy lên ngay con chữ 4 luôn thì có một nghiệm. Đúng không? Có một nghiệm. À, tại vì sao nè, nó 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 có một điểm chung với parabol ngay con chữ 4 luôn đúng không à cái đường để coi coi tiếp tục cái đường y bằng m này mà nó chạy lên đây Đấy, nó mà chạy lên đây phát là tự nhiên là nó có hai nghiệm cái phương trình này nè sẽ có hai nghiệm ủa tại sao hai nghiệm vậy tại vì nó cắt parabol tại hai điểm một đây hai đây mọi người đồng ý không thấy không đã nói rồi cắt tại hai điểm nghĩa là có hai nghiệm đơn giản thôi trời ơi nó đơn giản như là ăn cơm vậy <laughs> rồi tiếp tục ví dụ cái đường y bằng m này mà nó chạy lên đây Lỡ nó lỡ chạy lên nó cao hơn con trừ 3 đi Nhưng mà nó thấp hơn con 5 Thì có mấy nghiệm Có một nghiệm Tại sao vậy Nó cắt tại đây Thấy không Nó cắt tại đây thì có một nghiệm Đúng không Có một giao điểm thì sẽ có một nghiệm Đơn giản vậy thôi à Vậy nghĩa là vẫn phù hợp với đề mà Có nghiệm Đề chỉ cần có nghiệm thôi Đề không cần biết là có bao nhiêu nghiệm hết Đúng không đó, à, Vậy tới đó vẫn được nha Tới đó vẫn được nha Rồi Cái đường Y bằng M này Nó lỡ nó mới chạy lên đây nè Thì là vô vọng luôn nha à, vô vọng một cách tuyệt vọng luôn nhá làm gì có nghiệm đâu vô nghiệm rồi có cách đâu đúng không năm ở tới đây là hết rồi nó đâu đi được tới đâu nó đâu đi nữa đâu đúng không nhỉ vậy nghĩa là nếu như muốn có nghiệm thì con y bằng m nó chỉ chạy từ trừ bốn cho đến năm thôi nắm được không chỗ này nè ngay con trừ bốn vẫn có nghiệm ngay con trừ ba vẫn có nghiệm nè một nghiệm đây một nghiệm đây đúng không hơn con 3 nhỏ hơn 5 vẫn có nghiệp đến con 5 vẫn có nghiệp nào đến con 5 mình vẫn có nghiệp nha đứa nha nào mới đứa thấy không khi mà y bằng m nó cắt parabol tại con 5 này nè y bằng 5 nè thì mình có nghiệp là gì nghiệp x bằng 4 nè 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 thấy không y bằng 5 thì x bằng 4 nè x bằng 4 nhận mà đúng không tại vì sao vậy chỗ này là ngoặc vuông mà mọi người thấy không x bằng 4 vẫn nhận mà nha đúng không Ok chưa? Đấy. À, tất nhiên khi mà à, nằm ở đây thì vẫn nhận con trừ 3 này luôn. Đúng không? Tại vì khi mà y bằng -3 thì dò lên x bằng 0. y bằng -3 x bằng 0, x bằng 0 vẫn nhận mà. ngoặc vuông này. Vẫn nhận x bằng 0 mà. Đúng không? À, oh, vậy tóm lại M nó phải chạy từ -4 cho đến 5 thì nó sẽ có nghiệm. Phương trình đó sẽ có nghiệp Trừ bốn đến 5. c nhá yeah. Xe. chọc vào con xe. ok không ok cái đó gọi là tương giao đồ thị hả nãy giờ mình đang làm gọi là tương giao đồ thị nghe nó hơi dài dòng nó hơi phức tạp tí đơn giản là gì hai đường nó cắt nhau tại bao nhiêu điểm thì sẽ có bấy nhiêu nghiệp à, hai đường cắt nhau tại bao nhiêu điểm thì phương trình hoàn độ giao điểm sẽ có bấy nhiêu nghiệm. Câu 20 đó. Sao cái chuỗi nãy giờ nắm được không? Ừ. Nắm được cái chuỗi nãy giờ không? Ao à, nắm được hỏi đi. Ừ. Ok thì qua nha. Có câu tiếp theo nha Tự đoạn nào Dễ luôn trời ơi một loáng làm sáu câu nào Nào có 1 rồi đó <laughs> tìm tập xác định của hàm số y bằng 1 chia x bình trừ 2 cộng cho căn x bình trừ 1 easy game easy game y xác định khóa dễ đúng không? bay mà không không thông qua được câu này thì đúng là ừm um, um. uống uống công học hành thầy đấy cơ bản chơi dễ đẹp. muốn làm tập xác định coi mẫu con cho mẫu có không làm bao nhiêu lần này rồi đúng không coi căn có không cho biểu thức trong căn bậc chẵn lớn hơn hoặc bằng không kìa căn kìa nguyên căn tổ bố kìa x bình trừ một lớn bằng không hay giờ ngon lành chưa à dạy thôi dạy đúng mày ra thằng ở trên quá dễ đi bấm máy kịch kịch nha bấm máy mới nó sẽ ra hai nghiệm không với lại hai ai nhầm được càng tốt nha nhầm dễ lắm mấy đứa mấy đứa chỉ cần rút con x ra thôi đúng không rút x ra thì trong ngoặc nó còn x trừ hai về nghĩa là cho bằng không thì nó ra là x bằng không với x bằng hai đúng không vậy x sẽ khác không với lại x khác hai yeah. nhá ở dưới x bình 1 lớn bằng 0 Cái chỗ này nếu như Mà mình um, Cần phải làm tự loạn đó Thì mình cần phải đi uh, phân tích à, nó bao nhiêu lần mới đúng rồi Khi gặp bất phương trình bậc 2 à, Thì đi phân tích Đây là hằng đẳng thức Nó ra x 1 Nhân x cộng 1 Lớn bằng 0 rồi. Xong rồi làm gì nữa bây giờ mình sẽ coi được coi tư duy cái này như thế nào hai số nhân với nhau lớn hơn hoặc bằng không thì có hai trường hợp trường hợp thứ nhất cả hai thằng đều lớn hơn hoặc bằng không ok chưa trường hợp thứ hai cả hai thằng đều nhỏ hơn hoặc bằng không đồng ý không hai thằng lớn hơn bằng không nhân với nhau nó lớn bằng không hai thằng âm nó nhân với nhau nó sẽ ra lớn bằng không yeah. nhá đi làm từng trường hợp một thôi năm vẽ ra x khác không x khác hai nào vẽ trường hợp đó nào thứ nhất trường hợp thứ nhất x trừ một lớn bằng không à, trường hợp thứ nhất là cả hai thằng đều lớn bằng không hết trường hợp thứ hai không vẽ vòi vẽ chuột vô hai thằng đều nhỏ hơn hoặc bằng không hết này làm mấy lần này nè làm nhiều lần luôn rồi đó trời ơi có nhớ chưa vậy hả à. cùng lớn lấy lớn nó dễ như ăn bánh vậy nào x khác không x khác hai à sao nó nhà thằng này giải ra xíu đúng không giải ra xíu Ừ dạy ra phát là x lớn bằng 1 dưới x lớn bằng chữ 1 ừ. hoặc Ừ à, sao vậy cho bên đây ít nhỏ hơn hoặc một bằng 1x một, nhỏ hơn bằng 1 đồng ý không giải thêm phát nữa là xong dễ dàng rồi ít khác không x khác hai nè cùng lớn lấy lớn mới đó cùng lớn lấy lớn thì lấy trên như thế nhựa số 1 lớn hơn nè x lớn bằng 1 đúng không trời ơi mấy đứa lặp đi lặp lại những thứ này rất nhiều lần rồi bên đây cùng nhỏ lấy nhỏ Sợ gì trừ một nhỏ hơn đó xong đó tập xác định nè bây giờ đi giao lại phát là ngon đúng không vẽ trục số rồi mà giao có chục số ngoài nháp ấy đây à xếp lên nè trừ một nè gì nữa không rồi tới uh, một nha rồi tới hai trời ơi mình làm mấy lần rồi mấy mười mấy mười mấy mấy mười lần rồi đâu ít khác không mà gặp con không đi x khác hai gặp con hai đi đấy Uh, x lớn bằng kho uh, x lớn bằng một chứ? x lớn bằng một đây, lớn bằng một này lấy bên phải. À, nhưng mà tại đây với cái hoặc nhau mấy đó nha. Cái này hoặc thì từ từ hắn đi uh, đi, đi 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 gạch nha. Uh, x lớn bằng một này, x nhỏ hơn bằng trừ một đây, x nhỏ hơn bằng 1 một. À, vậy nghĩa là mình bỏ ở giữa đi, đúng không? Bỏ ở giữa đi. Đấy. coi thử coi là cái gì chưa bỏ thì mình lấy. Nghĩa là lấy chỗ này, đây lấy khúc này từ trừ vô cùng đến trừ 1. Nghĩa là ừ đúng rồi. Còn lấy khúc này nữa từ 1 đến cộng vô cùng. Đồng ý không? Tập xác định của mình đó, nhưng mà mình phải bỏ con 2 đi nha. Bỏ con 2 đi, đúng không? Ghi tập xác định nào? Tập xác định. D bằng lấy từ trừ vô cùng cho đến trừ một hoặc vuông vuông nha vuông tại vì có lấy số trừ một mà à, hợp với hợp với khắp à hợp với từ 1 cho đến cộng vô cùng đúng không bỏ đi hai xong bài một đó Để mà à, tất nhiên như thầy đã nói rất là nhiều lần rồi nếu như ở trường à, bay đã hỏi này rồi chưa đâu có dám có có ai đã dám hỏi vô này chưa à, bay hay có tật là u rồi chẳng dám hỏi gì hết có dám hỏi gì hết sao ông thầy ông chửi lấy mẹ đó tao chịu luôn hỏi thầy giáo viên coi có bấm máy được này luôn không bấm máy được á, thì ra thẳng cái dòng này luôn không có cần phải này quá này rồi quá này nó mệt đúng không bấm máy bất phương trình ở trong máy tính nó có hết nè đúng không nè đấy không có đầy ra lớn bằng không nè lớn không số 3 nè đấy rồi bấm hệ số vô một không trừ một bập bập đấy x nhỏ hơn hoặc bằng trừ một hoặc là x lớn hơn hoặc bằng một đấy ra thẳng dòng này luôn Nói rồi mà đúng không nếu mà bài này mà làm trắc nghiệm á là mình phải bấm máy à, chứ ngồi đó mà làm cái này á nào place luôn place nào Làm trắc nghiệm là bấm máy lên luôn. Không ai dài gì mà đi ngồi làm đó, làm tự luận nó ngồi làm ra ví dụ vậy. Ok. Câu 2. Đâu, câu 2. ôi giàu nhìn câu hai kìa. Câu quá là cơ bản luôn. Nào. Viết phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b biết à, đi qua hai điểm a trừ ba hai b 5, trừ bốn tính diện tích tam giác được tạo bởi đường thẳng và hai trục tọa độ hai ý đầu tiên đi viết phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b đó ôi quá dễ luôn mày ơi hai cái điểm a với b nó nằm ở trên đường đó cho nên đơn giản thôi nó thuộc đường đó thuộc đường đó thì mình thế tọa độ của hai điểm a b vô đường đó thế thôi ôi trời ơi điểm A trừ 32 với e cả đúng không nằm trên là thuộc thuộc thì thế đơn giản à, thuộc đường thẳng y bằng ax cộng b đúng không à điểm b luôn lỡ rồi chơi điểm b luôn đúng không mình dân chơi mà lơ chơi luôn cả hai điểm mình cho rồi 5 trừ 4 đúng chưa ờ ừ, đúng rồi 5 trừ 4 ok rồi thế nào lập cái hệ ra thế hai lần mà cho nên tự nhiên có cái hệ mới đó Đó. Um, hai này đi thế vào y nè Đúng không Trừ 3 thế vào x nè Tự nhiên mình sẽ có 2 bằng trừ 3 A cộng B Dễ quá dễ luôn Rồi tiếp tục ở trên này 5 này thế vào x nè Trừ 4 này thế vào y nè đúng không Tự nhiên mình sẽ có trừ 4 bằng 5A à, cộng B Úi trời ơi đã tự làm bài được chưa Đã tự làm bài được chưa Nè đây là dấu hiệu tôi làm bài được Tới đây Tự giác cầm máy mà bấm Tao nói thiệt luôn Tới đây mà bay không biết tự giác cầm máy lắm, bấm ra AB Thì đúng là um, à, Người ta nói là gì nhỉ Chưa vậy thì đúng không? À, Còn tới đây mà Biết tự giác lên cầm máy mà bấm hệ phương trình ra AB Thì cái này à, Vậy thì thành công nha à, Ôi trời ơi Trừ 3 1 2 5 1 trừ 4 trừ 3 phần 4 với trừ 1 phần 4 mọi người ra vậy không có AB rồi thế ngược lên tự nhiên ra đường thẳng kết luận cái vèo vô vậy mình sẽ có y bằng trừ 3 phần 4 x trừ 1 phần 4 hết nước chấm Được một ý rồi. Đi home. Trừ -32 hả? Ờ. À, -32 là 9. À đúng rồi, 5 4 trừ 15. Uh -huh. đúng rồi. Đúng rồi. Nào, ý thứ hai nào, tính diện tích tam giác được tạo bởi đường thẳng và 20 tọa độ. Quá dễ. Thật á? đây chủ tờ OSI nè nha dạ. thế thì cái đường thẳng này nó như vậy bập vẽ đại thôi sao giờ vẽ đại Đúng không thì uh, cái tam giác được tạo bởi đường thẳng và hai tọa độ là tam giác này nè đúng không chứ gì nó chạy đấy nha dạ. Thế gì mình cần phải biết cái điểm này là nhiêu tọa độ bao nhiêu điểm này tọa độ bao nhiêu ok ví dụ mình gọi tọa độ điểm này là điểm C đi đây là gọi là điểm C đi còn đây là điểm D đi ví dụ vậy đấy mình cần đi tìm mà tọa độ điểm C và tìm tọa độ điểm D sau đó đi tính tìm diện tích thôi diện tích tam giác OCD ok không à tìm liền nè tìm liền tìm liền tay miệng nó là tay phải làm nào ví dụ như mình gọi đây nè gọi xe là giao điểm của của đường gì bây giờ ôi ví dụ đường này đường đường này đường, đường, này đường đường d đi ha chả xe đêm còn e nữa thôi vậy điểm điểm e đi bây giờ nhiều chuyện quá điểm điểm e đi vậy à điểm e đi nó bị trùng gọi đường này đường D nhá Đấy. Ok C là giao điểm của đường D và ôi à. trời ừ. ơi nó dễ tàn canh vô nhân đạo một điểm mà thuộc ôi như vậy á, bảo đảm luôn là cái à, hoàn độ của điểm C phải bằng không đồng ý không quá dễ luôn nhá yeah. ui vậy nghĩa là điểm c này sẽ có hoàn độ là không đúng không không rồi đơn giản nó tiếp tiếp nữa cái điểm c này nó lại thuộc đường d cho nên chắc chắn luôn là mình có quyền mình thế cái không này lên chỗ này đường d nè đúng không lên x x bằng không vậy mình sẽ ra ic là bằng trừ một phần tư được không nhỉ trừ 1 phần tứ trời ý gì vậy trời ơi nha rõ ràng nha và mình làm y chang như vậy với điểm e gọi ra gọi e là giao điểm của đường thẳng d và ox cho nên một điểm cụ thể là điểm e Thuộc OX thì chắc kèo luôn. Tung độ của điểm E phải bằng 0. Nói bao nhiêu lần luôn rồi đúng không? Đúng không? Mọi người thấy không? Nói bao nhiêu lần dụng rồi luôn rồi. Bay mà không nhớ thì tao chịu. Thật. Nói bao nhiêu lần. hoàn độ điểm E tìm sao? Dễ. Điểm E này nó thuộc OX. Mà nó cũng thuộc D luôn. D nè. Đi thế tung độ điểm E là Y e bằng 0 lên đây đi tìm x. Chỗ này bằng 0 á thì x sẽ bằng mấy nhỉ? À, um, trừ 1 phần 3. Nhá, yeah. đúng không? Trừ 1 phần 4 này đẩy sang bên đây là 1 phần 4. 1 phần 4 mà chia cho trừ 3 phần 4 nữa. Thì sẽ ra trừ 1 phần 3. Đúng không bây? Úi dồi ôi. đúng vậy? Đi lấy 1 phần 4 đem chia cho trừ một trừ ba phần tư trời ơi easy á easy game á trừ một phần ba hoàn đội trừ một phần ba trời ơi được không à, có nghĩa là cái hình cái hình đó mình vẽ hơi sai sai rồi cái hình vẽ vậy hơi sai sai nhưng mà thôi kệ không sao hết không sao hết là Nà, hình này chỉ là mang tính chất minh họa thôi không sao hết mình không cần vẽ cái hình này vào trong bài luôn à mình cứ thế mình gọi rồi về rõ ràng đây nè biết thấy không Bây giờ đi tính à, diện tích của tam giác OCE một tam giác vuông. Một tam giác vuông, vuông tại O. Rõ ràng là mình phải lấy 1/2 đem nhân OC và đem nhân cho OE đúng không? 1/2 vuông nhân vuông. À, ai ai làm ơn làm ơn ai không nhớ được công thức tính diện tích tam giác ghi vô giùm. Đây là tam giác vuông. Đúng chưa? diện tích tam giác vuông là bằng 1 phần 2 vuông nhân vuông nghĩa là cạnh góc vuông nhân cạnh góc vuông ấy đó à. đấy thấy không nhỉ làm liền làm liền diện tích của tam giác OCD đúng không nè để cần tính diện tích tam giác tạo bởi đường thẳng và hai trục tọa độ chính là tam giác OCD gì nữa OCD nó bằng 1 phần 2 đoạn OC nhân với đoạn Oe.ủa, mà cái khoảng cách từ O đến C chính là cái tung độ của điểm C. Chính xác là trị tuyệt đối của tung độ điểm C. Tại vì sao vậy? Tại vì mấy đứa đang tính khoảng cách, cho nên là chẳng nó phải dương. À, khoảng cách là phải dương, à, cho nên mình gắn trị đối vô. Đây, trị tuyệt đối của OC đúng không? Tung độ IC à, thấy không tương tự như vậy cái đoạn OE này từ đây đến đây chính là hoàn độ của điểm E và chính xác phải là trị tuyệt đối hoàn độ điểm E đó ok chưa rõ ràng quá rồi trị đối của XE có hết rồi kìa mình đâu có làm thì chơi đâu đúng không mình đâu có làm hai dòng mà chơi đâu làm có làm có mục đích hết mới được thế vô 1 phần 2 IC là nhiêu 1 phần 4 XE là nhiêu 1 phần 3 Bập một cái 1 phần 24 Xong Coi lại coi Ok hết chưa Cơ bản đó nha mấy bộ Cơ bản hết đấy Chưa gì nâng cao hết đó Chứ có gì mà nâng cao hết á, toàn tất cả đều các bạn, thậm chí là hồi lớp 9 mới đã từng làm bài này rồi, thậm chí là như vậy luôn á. Câu 3 nha, câu 3, câu 3, câu 3. Tìm m để phương trình x bình trừ 2m cộng 1x cộng m bình trừ 1 bằng 0 có nghiệp x1x2 thỏa x1 bình cộng x2 bình bằng 10. Ôi trời ơi. Một câu ối trời ơi luôn. Lại cơ bản toàn gặp cơ bản mà, mấy đứa toàn gặp cơ bản mà, có gì khó khăn đâu. Ô sao mấy này nó không đắt ta? Làm nào? Rõ ràng câu này có hai ý. Câu 3 này có hai ý. Thứ nhất, tìm M để phương trình này có nghiệm. Ok không? Ý thứ nhất đó. Ý thứ hai, cái nghiệm đấy hai nghiệm đấy nó phải thỏa cái hệ thức này. Rõ ràng chưa? Đi làm từng ý một. Đầu tiên, để con phương trình có nghiệm x1, x2. Thì sao? Đơn giản. Lại mẹ tôi đây. Xoay ra. Đây là phương trình bậc 2. Trời ơi, mình làm nát nước hồi lớp 9 rồi đúng không mà hôm bữa mình cũng nạp nát nước rồi bao nhiêu bài rồi. đây là phương trình bậc 2 muốn có nghiệm làm sao Delta lớn hơn hoặc bằng không đúng không có nghiệm mà đâu có hai chữ phân biệt đâu cho nên Delta phải lớn hơn hoặc bằng không quá dễ luôn thiệt luôn á thiệt luôn á không nói dỡn đâu Delta là quỷ yêu như vậy Delta là B bình trừ 4 AC làm liền luôn B bình B của mấy đứa là trừ 2M cộng 1. Tại vì bình phương cho nên cái dấu trừ này biến. Không quan tâm dấu trừ đó nữa, mất rồi. Lấy này bình phương lên thôi. 2M cộng 1 lớn bằng 0. Trừ 4AC. Trời ơi. Dễ quá dễ luôn. Dễ quá sức luôn. nào tôi làm bài cho mấy đứa ơi trời ơi, ơi. bay ơi tới đây mà bay không mà không mà 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 bay hệ bay bay hỏi tự hỏi ủa giờ làm gì nữa giờ trông đâu chịu bay luôn á trời ơi chẳng lẽ tới tới đó không biết à. khai triển ma là một rút gọn nha thiệt tình chứ để một cục như vậy á ôi trời ơi quá dễ rồi M lớn bằng trừ 5 phần 4. Một ý xong. Bây giờ làm ý thứ hai X1 bình cộng X2 bình bằng 10. Ôi trời ơi. Cái đấy là VS chứ cái gì nữa. Nhìn là thấy VS rồi. Tới đây mà không nhìn ra VS thì... Thiệt tình. VS nó nhìn thấy mình mà mình không nhìn thấy VS thì... Thì... Thì nè, làm vô định lý vs định lý vs cho mình cái gì vậy định lý vs cho mình hai cái thứ nhất là tổng của hai nghiệp bằng gì ta trừ b chia a đúng không ai vẫn chưa nhớ định lý vs thì ghi vô mà nhớ đi trừ b chia a thì ừ Trừ B thì cái dấu trừ này nó mất bố nó rồi Còn gì nữa đâu mà tiếc với lại sầu A à, bằng 1 rồi chia làm chi Chẳng lẽ bay ghi 2M cộng 1 chia 1 Ôi má ơi Cấp 3 2M cộng 1 chia 1 tao nói thiệt luôn đó. Đứa nào mà à, tao mà ra trường tao dạy ấy, Mà đứa nào ghi 2M cộng 1 chia 1 Xong rồi lại bằng cái ghi kiểu này nè cái Ghi kiểu này ghi kiểu con nít kiểu này nè à, Cứ tưởng là như vậy là ngầu Cứ tưởng như vậy là cu te phô mai que Tao gặt hết bài Tao gặp hết bài cái tội mà hả đã lớn mà còn bày đặt giả ngây thơ ô lại mẹ tôi ơi chia một thì chia làm chi đúng không tao rồi gặp tao rồi. đặt cái thể loại này là đấy hai mà cộng một đó ghi như vậy là tao cứ hết tao gặt hết bài không cần biết là những thứ khác là làm đúng hay sai tao gặt hết bài gặt cho chừa gặt cho chừa đứa nào muốn kiện muốn tụng gì á thì cứ lên hiệu phó mà kiện thôi à. đơn giản tao rồi chẳng lẽ là tao cứ thế tao, 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 bay 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 làm vậy xong rồi tao cứ đẻ vậy hả để vậy luôn à cho lại mẹ đâu xong rồi mai mốt nè đời đời nó vả bay vả nó bay một cái rồi bay mới tỉnh ra hả? hả tao sẽ thay mặt đời tao vả bay trước <laughs> đúng không rõ ràng không chưa đúng không? Đấy, nó vậy đấy à, nó vậy đấy. cho nên nó bay mấy bay mấy bay, bay mới biết là như vậy này ở trên trường sẽ có những thầy cô người ta cực kỳ khó khăn với mấy đứa thật cực kỳ khó khăn chỉ cần sai một tí thôi chỉ cần sai một tí thôi là hả người ta không chịu rồi, làm ơn đừng trách người ta, làm ơn đừng trách cứ người ta, tại vì hả đấy là tốt, người ta khó khăn với mấy đứa không phải là người ta muốn đì mấy đứa hay thế nào, mà hả là người ta muốn là à, bây giờ tao dạy mày trước đã, nó tao phải khó khăn mày trước đã để mày quen đi, đúng chưa? chứ bây giờ dễ dàng quá đối với mấy đứa rồi hả, bay cứ thế, bay cứ tưởng là ô cái gì cũng dễ dàng, cái gì cũng dễ dàng hết sướng quá xong rồi mai mốt hả bay hả đi làm bay ra đời xong rồi bị đời nó vạ mà một cái rồi bắt tới lúc đó rồi bắt đầu hả à, cả thế giới suy sụp xuống đồng ý không nha à, thôi bây giờ hả bị vạ cho nó quen đi <laughs> đúng không mà mai mốt mình trưởng thành hơn nha rõ ràng nha đúng không cho nên á, thầy cô nào có khó khăn thì mấy đứa thì ráng học lại à, ráng mà học lại tao thề luôn chắc chắn sẽ có một số người khó lắm khó lắm à chuyện đó rất bình thường. Thầy cô nào mà càng dễ dãi là hại bị hại tụi bay nói thật, đấy không có nghĩa là Tao ta ta không ta không nói đến cái vụ mà à, tính tình vui vẻ hay là hoạt bát hay là hòa đồng nha. Ý là đang nói là ví dụ đang nói nghiêm túc là cái vụ mà à, à kiến thức về mặt kiến thức về mặt bài tập ví dụ vậy đấy làm như vậy mới đúng nha, làm như vậy mới ok nha, đấy không rồi cái chỗ đó bảo bỏ đi bay lớn rồi ví dụ vậy đấy khó khăn cái đó mà là ngon có đó mà là thầy thầy cô ngon đấy ai thầy cô tốt đấy mới làm vậy giáo viên tốt mới làm như vậy mày nó vậy mày c, chia p bằng c chia. c chia là gì vậy a bằng một rồi khỏi chia à, m bình trừ một chứ gì đúng ra c của mình là m bình trừ một đó mày ơi rồi đi làm vf nữa rồi ơi bay, bay nhớ cái này chưa vậy x một bình cộng x hai bình ôi má ơi một cái thứ rất là căn bản Ôi trời ơi, nó bằng 10. Đi làm thôi. Ờ, đúng ta, nào? Không, no. không vẫn sai. Ok, đi uh, biến đổi này thôi. x x1 bình cộng x2 bình là bằng s bình trừ 2p. S bình trừ 2p. Trừ 10 bằng 0 S là bao nhiêu S kìa 2M cộng 1 thế xuống Bập bập MP là nhiêu thế xuống Trừ 2 lần M bình Trừ 1 Trừ 10 bằng 0 Quá dễ đúng chưa Trời ơi tới đây mà còn không biết tìm M Thì đúng là Chịu luôn 4M bình cộng 4M cộng 1 Thiệt đấy trừ 2 m bình tự làm bài vô bây ơi cộng 2 trừ m trừ mờ chứ đúng rồi đúng rồi ừ, ờ, rồi bằng không rút lại phát là ngon ừ, bập bập 2 m bình nhiêu nữa 4 này ừ cộng 4 m như nữa 1 với 2 là 3 3 với trừ 10 là bằng trừ 7 bằng 0 6 vô dạ ha, cứ làm thôi Em mở bằng bao nhiêu? Tới đây mà còn không biết cầm máy lên mà bấm thì... Thì thôi, bấm đi. 2, 4, 7. Bập, bập. Mẹ ơi, xấu thế. Có làm sao vậy ông già? Mọi người ra vậy ông già. Trừ 2 cộng 3 căn 2 chia cho 2. Mọi người có ra vậy không vừa Trời ơi, mẹ ơi, nó xấu. Để kiểm tra lại vài cái coi a à, b chia a C chia Ừ à, à. đúng rồi chẳng gì xa hết chơi thôi để nó hơi xấu để nó hơi xấu một tẹo thôi thì xấu nhưng mà nó có kết cấu à, thôi cứ chơi thôi Ok chữ 2 cộng 3 căn 2 chia 2 với là 2 chữ 3 căn 2 chia 2 rồi à, dung cho em xin cái ngoặc vuông Mau bằng Trừ 2 Trừ 3 Căn 2 Chia 2 Thêm cái nữa nào Ma bằng Trừ 2 Cộng 3 căn 2 Chia 2 Rồi Ok chưa Tất nhiên tới đây mà mấy đứa ngưng á Thầy cũng bị gạt bài luôn tại vì sao vậy này nó có cái điều kiện này không dẫn chơi đâu trừ 5 phần tư nghĩa là trừ 1,25 M này nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 5 phần 4 tư trừ 1,25 Đâu rồi Đây Nghĩa thuyết luật tự tin nè Thằng này nó là 1,12 Hả một phết này là một phết hai à lớn rồi dương chắc luôn đó. bao dương quá nhận luôn còn thằng ở dưới thằng này thì là bằng trừ ba phết mấy vứt ngay loại ra khỏi vòng ngay từ vòng gửi xe đó loại rồi à. đây chỗ này nhận vô này nhận ém vào chỗ này loại ém ra biến ok chưa yeah. nhớ so nghiệm nha nhớ so điều kiện nha hết nước chấm hết bài rồi bây ơi tao thì thiệt tự nhiên là tao chẳng hiểu học hành thế nào mà, mà, mà mà làm bài xong rồi tự nhiên không biết mình đang ở đâu luôn tự nhiên tới đây xong rồi hỏi tiếp ủa thầy ơi xong chưa thầy tao chẳng hiểu luôn ủa trời ơi đề đề nó bảo tìm m ừ thì tìm m ra rồi nè thấy không thậm chí là mình có cái điều kiện của em mà là em mà lớn hơn bằng trừ năm phần tư mình đã nhận loại vào rồi thì, xong rồi em mở đã bằng cái này nè cái cục này nè cái cục này nè là xong rồi còn gì nữa đâu dễ chưa có hai ý nha tiếp nha có bón có bón ôi giời ơi có bốn là một câu cực kỳ căn bản Giải phương trình. What điều kiện. Sai hả? M lớn hơn hoặc bằng 3.5/4. À, ok, ok. Ok, ok, có 4 câu, 4 câu, có 4 câu. Có 4 easy, canh a bằng canh b. Đúng không? căn A bằng căn B thì tương đương tương đương cái gì điều kiện cần phải có điều kiện một con lớn hơn hoặc bằng không à, một trong hai con này lớn bằng không mà cái con này bình phương thì lớn bằng không thì nó ghê quá thôi mình lấy con này bên đây cho nó đơn giản đúng không đơn giản là tốt nhất symbol is the best đúng không 4 triệu x lớn bằng không Xong đó mình sẽ đi bình phương hai vế lên mất canh. Đúng không? Thế thì hết nước chấm luôn. Ngon quá ngon luôn. Bằng 4 triệu x. Đúng ta? Đúng rồi. Dạy. Dạy hoi. Dạy thôi. Đâu rồi? À ngoặc. Cho xin cái ngoặc. Rồi Đây. Dạy vài cái cơ bản nè. Dễ quá rồi. X này nhỏ hơn hoặc bằng. bốn 4. Oh. X bình trừ 5x à, bằng 0. Ôi giời ơi, thậm chí không cần bấm máy. Ai nhầm được cứ nhầm mấy đứa ơi. À, mấy đứa cần tập nhầm những thứ vớ va đại loại như vậy. X bình trừ 5x bằng 0. Ôi giời ơi, thì mình sẽ có x bằng 0. Hoặc là x bằng 5 chứ mấy. Đúng không? Bay rút x ra. Thì trong ngoặc nó còn là x trừ 5. Thì cho tụ nó bằng 0. Thì x bằng 0 hoặc là x bằng 5. Mà mình nhận đó là mình nhận cái con mà nhỏ hơn hoặc bằng 4 Con 5 này loại từ vòng gửi xe luôn Còn con không này thì nhận vô yeah. Ô vậy hóa ra phương trình này chỉ có đúng một nghiệm thôi S bằng 0 Ê cái dòng này là 0,25 điểm nha mấy đứa nha Cái dòng đó đó có giá trị của nó nha Làm cái gì á Cái dòng này ý nghĩa của nó là gì bay ừ cái dòng này ý nghĩa là gì làm việc gì cũng vậy hết sau khi sau khi bàn luận sau khi phân tích sau khi làm một cái gì đó xong mình phải có một cái câu chốt đúng không câu đó là câu chốt trời ơi tự nhiên hai đứa làm việc hai đứa làm việc người ta gọi là chim cuộc á hai đứa làm việc chung với nhau hai đứa ngồi phân tích đằng này đằng nọ rồi mà tùm lum tùm la rồi phân công tùm lum tùm la luôn xong rồi chẳng có chốt của yêu gì hết đúng không phải có một cái thứ chốt lại Đấy, không? chốt lại ừ việc đó nó như vậy ừ ờ, đầu tiên làm cái này đầu thứ hai làm cái kia lum tùm la ai làm cái này ai làm cái nọ ví dụ vậy làm gì cũng vậy hết phải có một cái cái chỗ nó chốt lại đó, là cái dòng chốt đó của yêu gì cũng có ý nghĩa của nó hết mày đó rồi tiếp nào Úi giờ làm còn hai còn hai bài nữa hả à? ôi thú vị nhỉ ô cô làm tới đâu hay đó sợ gì câu năm câu năm nha cái gì game ấy mà Cấu năm cấu năm Úi giời ơi nhìn kìa Nhìn con năm kìa Đi chứng minh bất đẳng thức Dễ yeah. Chứng minh cái eo nào Canh nhiều quá Canh nhiều như thế thì cứ bình phương hay vế là ngon nhất <laughs> Ok không ba cái câu mà có canh kết gì á là mấy đứa cứ bình phương hai vế lên nhưng mà để ý một tí muốn bình phương hai vế thì hai vế nó phải dương mà cái bài này khá là ngon lành hai vế dương sẵn rồi đây canh nè canh nè dấu cộng nha toàn dấu cộng mà bên đây cũng dương nè cho nên thôi mình cứ để yên như vậy bình phương à, cứ để yên như vậy bình phương dương hết sẵn rồi bình phương hai vế thì bên đây nó ra là hàng đẳng thức này dạ Đấy, tất cả bình nhỏ hơn bên đây mất canh rồi, số 2 nhớ bình phương nha bây ơi. Nha, à, bay 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 làm gì bay phải làm tới cùng với bay bình phương cái canh này lên là mất canh rồi số 2 bay giữ lại chặn bình phương. À, chốt chết quốc luôn. 4A cộng 1. Nha. À, rồi chỗ này là cái thằng là thức nè. Khai ra. Đúng không? Trời ơi, tự nhiên cứ để yên nó à. à. để yên nó, dẫn hoài. gì ta? Khai ra à, à, thằng thằng đầu tiên bình phương nó mất căn nhá rồi à, 2 b đúng không hai căn bây giờ lấy hai cục cá nhân với nhau luôn a nhân A cộng 2 thấy không lấy hai cục nhân với nhau luôn rồi cộng cho bên đây mất căn hãy gì game bên đây là gì bên đây sẽ là 4A cộng 4 4 cộng 4 rút gọn lại tí đi đúng không 4A lớn hồi khách vậy Bây giờ đẩy sang ví dụ đẩy đẩy con A này này. Con A cộng 2 này là qua bên phải để rút gọn nào. 2 căn. À, A A cộng 2 nhỏ hơn nhiêu ta? 2A cộng 2. Đúng là đúng rồi, 2 cộng 2. Ừ, đúng rồi. Ôi giời ơi, mấy đứa có thấy mấy đứa có thấy cái cái màu nhiệm không? mới đâu thấy cái magic không này bây giờ chuyển chuyển cái con hai căn này qua bên phải à để coi có ai thấy đúng nhá 2 a trừ hai căn a nhân với a cộng hai cộng cho hai lớn hơn không đấy chuyển sang bên phải đó mọi người thấy không có ai thấy được cái này là cái chi không có ai thấy được cái đó là cái chi chi không? Chính nó đấy Thanh ơi. Ừ, chính nó đấy Chí ơi. Hàng đạn thức. Hàng đạn thức. Này, ghi rõ đây mấy đứa xem nè. Nè mấy đứa ơi, đây là trừ 2AB nè. Trừ 2AB. À, ủa vậy. Vậy con đầu tiên của mình là gì? Con đầu tiên của mình là con canh A. Con thứ hai của mình là gì? Con thứ hai là canh A cộng 2. À, đây ghi rõ rồi bạn nghe rồi. Đây. Bây giờ con 2A này mình sẽ tách ra thành A cộng A. đúng không? A cộng A. Đó. Đây. A nè. Bên đây. A này. A nè. Úi giời ơi, hạng thức chứ gì nữa. Mọi người thấy không? Hạng thức đúng không? A bình trừ 2AB cộng B bình. <laughs> nhờ với đứa nhờ thằng thức đây. không? thức đây. ô vậy hóa ra là nó ra cái gì vậy? Căn A trừ cho căn của A cộng 2 tất cả bình lớn không? Đúng nha, thằng thức đấy. Ôi, thằng này là luôn đúng luôn đúng với mọi a lớn hơn không ok chưa yeah. luôn đúng với mọi a lớn hơn không chắc chắn trăm phần trăm luôn ủa à, mà làm tương đương một hồi mà ra một điều luôn đúng thì coi như chứng minh xong rồi chứ gì nữa suy đều phải chứng minh hết nước chấm ok không thả rồi chứ có gì đâu nha chị thế rồi đấy nói chung là chứng minh bất đẳng thức á mấy đứa thì mấy đứa nghĩ là là sẽ có một cái cách là mình đi làm tương đương à, đi uh, đổi đi 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 uh, đi biến đổi làm sao để ra một điều luôn đúng mà thường thường điều luôn đúng là cái gì là một con bình phương lớn hơn hoặc bằng không hoặc là lớn không tùy Đúng không? là tự nhiên ra được thôi suy ra điều phải chứng minh thôi đơn giản rất đơn giản còn nó à, à, nó mà hơi lạ một tí thì phải áp dụng à, bất hợp thức cô đúng không nhưng mà thường thường ấy là đi làm à, biến đổi rất cơ bản thôi không có gì là nhập nhằng không có gì là khó khăn hết đó. Ừ. rồi được không nhỉ Ồ, rồi vậy là có lẽ là mình sẽ treo câu 6 này lại mình sẽ làm sao Đúng không nhờ? câu 6 này mình sẽ làm sau xử lý nó sau à, mà cũng dễ Đúng không trung điểm rồi ơi trung điểm thế này thì chỉ có thể là hệ thức trung điểm thôi chứ là gì nữa đúng không không thể nào mà trốn tránh được cái hệ thức trung điểm không thể đời không đời nào trốn được đúng không chạy được mà không trốn được đâu nhá ok câu này mình sẽ làm sau nhé, nha mọi người nhá à, thứ sáu thứ sáu mình sẽ làm nhé, mình nha mọi người nhá ok rồi nghĩa là không? bây giờ mình sẽ tạm nghỉ <laughs> đi ăn cơm thôi À, tin cơm thôi Bye bye à, có ai có ai hỏi gì không có ai hỏi gì không ừ. mọi người mọi người đi à, mấy đứa đi về à, mấy ba cái đề cương ở trên trường đó, lôi mà luộc hết đi nha à, chục đề đó, khoảng chục đề hai chục đề gì đó, lôi ra là làm hết làm hết tất cả không chừa một câu nào hết câu nào chưa làm được câu nào chưa hiểu câu nào chưa nắm được hỏi à, đem lên đây mà hỏi ok chưa à, hoặc là inbox inbox qua uh, mát cũng được hay là qua Discord cũng được mà hỏi. Được không nhỉ? Rồi, tạm nghỉ nhá. Tạm nghỉ nhá. Tạm biệt nhá, tạm biệt nhá. À, lần sau là làm tiếp. Ok. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye thầy. Bye bye.